khán giả kêu anh hát, anh hát không anh? Khán giả kêu anh hát con giùm này, sinh nhật Bắc Năm anh lựa bài nào của Bắc Năm anh ra mà anh hay xỉn quá anh xỉn hát mùi á, là vui với mùi anh càng xỉn hát càng vui. Lưng ca lại đi bài bữa về anh hai cho bài cho vừa lòng em bài bữa đó hàng mặt tử đi à. Hàng mặt tử là bài hát đó là mọi người có lẽ là bài đó là ba cũng rất được nhiều khán giả tao nhắc bài hàng mặt nơ mà hàng mặt tử rồi hàng mặt tử mới chịu ta nghệ sĩ mà vô anh hai rồi chuẩn bị 1 2 3 quay phim rồi quay phim công tay không có được ghi âm nha. Ai mua trăng mà nàng định đem trăng đi bán, người định bán bao nhiêu một anh trăng vàng, người ở trần gian hay tận chốn cung hoàng. Ta muốn hỏi người điên hay tình mà cất tiếng ra hoài, bán một dần trăng đã mấy đêm rồi, người ngồi đêm sao băng nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi nàng mua được một dần trăng, nhưng chỉ ngại rằng trần gian u tối. Hỏi nàng bán trăng không bán mà sao đi bán đưng. Cái gì vậy? Em bán hài đi, em đi hài. Bán đứng bán nằm hả chị? Trăng em không bán mà em đi bán đưng anh. Giờ vô mới nè. Cái gì vậy? Thì vô 50. 50 gà, 50 gà. Đó lại là bài đi mọi người. Hàng mặt nơ. Hàng mặt nơ. Bán đứng chứ không phải bán nằm hả chị? Bán quá trăng. Ngọt luôn. Bán trăng à? Bán trăng nhanh, em không bán trăng mà em đi bán đứng. Sang mời mỗi người miếng nha, cái này cực kỳ ngon nha. Đang nổi ăn vô cái là lo và sức lực mình là càng mạnh mẽ là một phút dành cho quảng cáo. Cơm trái siêu ngon của shop Hồng Loan, số 5 Đoàn Thị Điểm nha quý vị. Đâu anh nói anh nãy giờ đói lắm á, nhưng mà tại vì ngại không ngon sao đâu anh. Quay qua quay qua ngon sao đâu. Nó quá là ngon con. Dùng chặn cái miệng. Mãi vô mãi vô. Chỉ cần một cục là uống một ly nước là no tới chiều. Nói luôn nãy giờ em ngại không dám ăn đó, nhưng mà thôi đứa này vô cho mang làm no bắt đầu xuống rồi. Ủa anh. Tha hồ chửi luôn em. Cái này ăn nè. Trời ơi, cái miệng vậy mà kêu tha hồ chửi tôi chưa chửi luôn á. Mọi người thấy nơi chửi không? Có lộn cái này ăn vô là mình chết rồi. Chưa. Có thấy bao giờ đi chửi không? Chưa bao giờ. Lên livestream đi cũng chưa chửi đâu. Không đụng chạm tới ai luôn á. Ai nhột chịu à. Làm tiếp bài em lên hai ơi, làm tiếp em lên bài nữa hai ơi. Tôi hết ba câu rồi hai ơi. Em quảng cáo đi. Ngon lắm, thấy cực kỳ ngon. Đi 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 làm bài đi đi. Em chỉ có giống như đẹp. Hát bài gì nói buồn con Phượng hả? Chị đi, nói buồn con Phượng nghe. Hát nghe đi đi đâu cái quạt rồi chị Trang. Tiếp tiếp em hai. Đạo diễn chưa phát hiện được cái sự núp lục bên trong chị. Đúng rồi. Bà hai vô kép hề. Chị là vô vai đầu thọt cái chịu không? Canh ta giữ. Chị là đầu thọt cái bà. Không. Rồi tiếp anh hai, 1, 2, 3 vô anh hai ơi. Anh hai ơi, làm gì bạn nó đi. Anh Vũ lên tới, anh Vũ lên tới. À, Nguyễn Vũ đến nữa kìa. Anh Nguyễn Vũ đến rồi, Nguyễn Vũ chỗ anh chị ơi. Hãy cho em một like đây à. Nguyễn Vũ lên kìa. Chuẩn bị ghế cho anh Nguyễn Vũ ngồi à. Đây thua một người dân. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình. Đôi khi không nghĩ cho mình hầu. Rất bằng phà thơ ngọt ngứa ngói hà.
mà tại sao ta nên một nhà giúp người cảm giúp người xa cơ mà lén ghi âm không có làm không ghi âm quay em trực tiếp rồi cái đó là đỉnh cao của lương lẹo á trời có ba ngày luôn á trời nó ba của em nó khó ghê luôn á để rồi anh chờ chờ vô à vô để nè anh Vũ ơi nhờ anh một nè giống lại như trái sẽ thắp nhang cho chị sĩ vô luôn mừng bị hai đứa nhỏ nha. Dạ tới anh Nguyên Vũ hát chúc sinh nhật cậu á. Lan ơi Lan cho ngã đâu không sao hôm nay đi vậy chị đi đi tìm anh Nguyên Vũ kìa chị đi muốn gặp anh Vũ cái mi năm bụt to chị đâu quấy nè lên đâu có phật đâu lên rút rồi nào không không có bia uống bia bắt đầu uống bia à thì nay mới uống bia xong đó anh đi vô đi vô đây nha để bé nha bé nha chị từ từ nha cô bác anh chị Lan ơi chị đẹp trai quá phải làm để cho bé Lan chụp với mọi người Lan à ô anh làm hoa đẹp quá vậy. Không ngọc á. Anh hơi kém nên cô bác thông cảm với em nha. Bảo vệ đi, bảo vệ đi, bảo vệ đi. Vệ sĩ ra. Trời ơi. Ơi nhìn nó trong sống bên kia, đi mà đó là hai con cá mình đâu rồi xong mình đâu rồi đây nó bơi với nhau ơi mấy anh em mình chụp hình đây chứ anh Vũ ơi chụp hình anh Vũ ơi Vũ đi nữa kêu lại cho chụp hình con đâu rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị Long nhìn vô camera em, chị Long. Hai mọi người đẹp quá. Camera, biết cái camera nào. Rồi được rồi. mình đứng tắm ra đi. Thưa quý vị, đây là nhà báo Xuân Minh, các anh chị cũng là viết trên Facebook, cũng là trên cái group để mình chia sẻ. Không ai. Hello Xuân Minh. Em xuống đâu? Hello Xuân Minh, em xuống rồi chưa? Em xuống từ sáng chưa? Dạ, hả? Xuống sáng rồi luôn. Chào. Chào em Xuân Minh Tấm Hạnh nè. Ai chụp? Tiếc quá hả? Anh có mặt khác được không?